Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Nhận tin từ Thái Lan, U22 Việt Nam lập tức có động thái mới tại SEA Games. Sau 2 ngày tập trung hồi phục thể lực tại phòng gym và thông qua các trò chơi vận động dưới nước, chiều 6 tháng 5, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp U22 Malaysia. Do được nghỉ ở lượt trận đấu thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 nên U22 Việt Nam có thuận lợi về quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Chính vì vậy, huấn luyện viên Philippe Chuze đã dành sự ưu tiên cho sự hồi phục của các học trò. Đây là điều rất quan trọng trong bối cảnh các trận đấu diễn ra dưới điều kiện nắng nóng dẫn đến việc bào mòn thể lực các cầu thủ. Trở lại sân tập, nhà cầm quân người Pháp đã triển khai giáo án rèn đấu Pháp trong cuộc đối đầu với U22 Malaysia. Ông tỏ ra chỉnh chu và kỹ lưỡng trong từng nội dung và sẵn sàng dừng buổi tập để truyền đạt rõ hơn ý tưởng cho các học trò. Thời điểm thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze miên man tập luyện cũng là thời điểm diễn ra trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Kết quả, U22 Malaysia đã để thua đội bóng xứ sở chùa vàng với tỷ số 0-2. Đây cũng có thể xem là kết quả khá thuận lợi đối với U22 Việt Nam, bởi nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước U22 Malaysia trong cuộc đối đầu vào ngày 8 tháng 5 tới, U22 Việt Nam sẽ sớm ghi danh vào bán kết. Trong buổi tập chiều nay, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục cho các học trò rèn các bài tập phối hợp nhóm, xử lý và di chuyển trong phạm vi hẹp, dứt điểm một chạm, tình huống cố định. Quãng nghỉ 4 ngày vừa qua đã giúp huấn luyện viên Chuze đánh giá lại tổng quan vấn đề của U22 Việt Nam, đồng thời nghiên cứu sức mạnh của U22 Malaysia để tìm ra giải pháp ngăn chặn. Thất bại trước U22 Thái Lan càng thôi thúc U22 Malaysia ở trận quyết đấu với U22 Việt Nam. Bởi một thất bại nữa đồng nghĩa với việc Hổ Mã Lai sẽ sớm rời khỏi cuộc chơi. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở lượt trận đấu thứ 3 bảng B SEA Games 32 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 5. Huấn luyện viên Mai Đức Chung so sánh U22 Việt Nam với đội nữ, tiết lộ nỗi sợ khiến đội tuyển Philippines ám ảnh. Vượt qua điều kiện thời tiết lên tới gần 40 độ C tại Phnom Penh, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận đấu thứ 2. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết việc tập huấn tại Nhật Bản chính là chìa khóa giúp toàn đội có thể lực cực tốt tại SEA Games 32. Ông nói, vừa qua khi sang Nhật Bản tập huấn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thể lực. Thời tiết mát mẻ giúp đội rèn thể lực tốt hơn so với khi tập ở trời nóng. Tôi nghĩ đội Nam tập luyện ở Vũng Tàu để làm quen với điều kiện thời tiết tại Campuchia thôi, chứ để nâng cao được thể lực thì chưa chắc bằng sang Nhật Bản tập như chúng tôi. Chính vì thế mà đội tuyển nữ Việt Nam chịu được cái nóng. Đã đến trận đấu thứ 2 thì mọi người có thể thấy các cầu thủ của tôi chịu đựng rất tốt điều kiện thời tiết này. Nói thêm về sự khó khăn mà yếu tố thời tiết gây ra, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ, chúng tôi ở cùng khách sạn với đội tuyển nữ Philippines và thấy họ cũng kêu ca rất nhiều về thời tiết. Họ cũng rất sợ thời tiết ở Campuchia vào lúc này, chứ không chỉ riêng chúng ta. Hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam đã dần ổn định rồi và tôi hy vọng tất cả sẽ tiếp tục phát huy, tiếp tục lối đá áp sát đối thủ. Và tôi cũng cảm tưởng ở SEA Games này, đội Philippines không mạnh bằng SEA Games 31 và AFF Cup 2022. Trên sân Army chiều nay, Huỳnh Như sớm giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó đội đã để cho Myanmar gỡ hòa cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, sự điều chỉnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mang đến sự hiệu quả. Chia sẻ về chiến thắng này, vị chiến lược gia 71 tuổi cho biết, trong 30 phút đầu hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tự tin, cầm bóng rất tốt và ép được đối thủ để ghi bàn. Tuy nhiên đến 15 phút cuối, đội đã có một chút chệch choạc. Dù vậy trong thời gian nghỉ giữa giờ, tôi cũng đã củng cố lại tinh thần, đồng thời điều chỉnh lại chiến thuật. Điều đó đã phát huy tác dụng khi Thanh Nhã, Thùy Trang và Sơn Thanh Người đều ghi được bàn thắng. Ông nói thêm, tôi muốn gửi lời cảm ơn sự nỗ lực của toàn đội cũng như sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân hôm nay. Chúng tôi thắng được là nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam. Toàn đội đã thể hiện được nghị lực lớn, quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Trận đấu này không thực sự dễ dàng khi đội bạn vừa thắng Philippines 1-0, có lối đá mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được. VFF đã lên kế hoạch cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đi tập huấn tại Nhật Bản, Đức để chuẩn bị cho cả SEA Games và World Cup. Đội hiện thiếu vắng Trương Thị Kiều, vị trí then chốt ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tôi muốn giữ chân cho bạn ấy, không muốn Kiều dự SEA Games trong tình trạng vừa mới hồi phục chấn thương. Điều đó sẽ rất mạo hiểm với sự nghiệp của Kiều. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có từng đó con người, tất cả cùng động viên nhau cố gắng thi đấu, miễn sao phát huy được tinh thần nỗ lực, dám hy sinh trong lúc khó khăn của người phụ nữ Việt Nam. Đó là điều mà ban huấn luyện đặc biệt khen ngợi. Về phía Myanmar, huấn luyện viên trưởng Myanmar Tetsuko Uki cho biết Myanmar đã nỗ lực nhưng không giành được kết quả tốt. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực cao nhất khi vào trận. Rất tiếc Myanmar không thể thắng. Phía trước chúng tôi sẽ tập trung cho lượt trận đấu cuối cùng với Malaysia, ông Tetsuro Uki cho biết. Ở vòng đầu tiên, Myanmar bất ngờ đánh bại Philippines, đội được nhận định là ứng cử viên tiến sâu ở SEA Games 32. Ông Tetsuro sau đó cho biết đã cử trợ lý theo dõi nghiên cứu về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Nhật Bản hôm nay cho biết Việt Nam có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt, bên cạnh gương mặt nổi bật là tiền đạo Huỳnh Như. Ông Tetsuro nói, Việt Nam là đối thủ rất mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi hy vọng Myanmar sẽ đi tiếp và có thể gặp lại Việt Nam. Thái Lan thể hiện đẳng cấp, Malaysia rơi vào thế đường cùng, gieo nỗi lo cho U22 Việt Nam. Sức mạnh vượt trội của U22 Thái Lan là điều được giới chuyên môn sớm dự báo và rõ hơn bao giờ hết khi họ biết cách khiến U22 Malaysia phải ăn trái đắng.
Sau sai lầm vào chút xíu nữa là phải trả giá bằng bàn thua sớm của thủ thành U22 Thái Lan, Sarah Vanan ở phút thứ 7 của trận đấu. Voi chiến trẻ chỉ cần có 15 phút để kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi cực kỳ hiện đại và đầy kỹ thuật. Họ lấn át U22 Malaysia bằng những pha tấn công trực diện, phối hợp nhỏ ở trung lộ. Nhìn vào cái cách mà U22 Thái Lan kiểm soát trận đấu, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của đội tuyển Thái Lan vài năm trở lại đây với hai chiếc vô địch AFF Cup đầy thuyết phục. Không có một thủ lĩnh xuất sắc như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan, song đội bóng trẻ Thái Lan vẫn thi đấu cực kỳ tự tin và đĩnh đạc, khiến đối phương luôn phải hết sức đề phòng. Từ khi U22 Thái Lan chiếm lĩnh được thế trận cho đến hết hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ Thái Lan tạo ra được không ít cơ hội bằng những pha đa lát đẹp mắt trước vòng cấm địa đối phương. Song rốt cuộc những pha kết thúc cuối cùng vẫn chưa thể đủ sức nguy hiểm trước sự đề phòng cao độ của U22 Malaysia. Có lẽ U22 Malaysia chọn cho mình thế trận thận trọng trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất giải Thái Lan để dồn sức cho trận đấu gặp U22 Việt Nam. Với nền tảng thể lực tốt hơn, họ tập trung vào các pha tranh chấp tay đôi để đẩy đối thủ ra xa khung thành và đã phần nào thành công suốt hơn 70 phút đầu tiên của trận đấu. Song với đẳng cấp có phần vượt trội của mình, rốt cuộc U22 Thái Lan cũng có được bàn thắng mở tỷ số để khẳng định vị thế của mình. Phút 73, từ sát vạch giữa sân bên phía cánh phải, Chanarong tung ra đường chọc khe cực kỳ tinh tế, đặt Anan vào thế đối mặt với thủ thành U22 Malaysia. Sau pha đẩy bóng với tốc độ nhanh, tiền đạo trẻ Thái Lan đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi sệt vào góc xa khung thành, mở tỷ số. Sau bàn thắng, tinh thần U22 Thái Lan lên cực cao, thay vì lùi xuống chơi rình rập, họ thừa thắng xông lên, vây giáp quyết liệt khung thành của U22 Malaysia, khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ trước những đường truyền thêu hoa dệt cấm đầy cảm hứng của mình. Phút 83, đến lượt Anan kiến tạo một đường chọc khe cho Josh Sancon băng xuống đối mặt với thủ thành Iran, bình tĩnh lượt qua thủ môn U22 Malaysia trước khi đẩy bóng vào lưới đẹp mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, U22 Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Thắng trên đài chiến bảng B đấy thuyết phục, U22 Thái Lan coi như đã nắm chắc trong tay tấm vé đầu tiên vào bán kết khi chỉ phải gặp U22 Lào trong ngày U22 Malaysia quyết đấu cùng U22 Việt Nam. Về phần mình, U22 Malaysia sẽ phải quyết tử chơi bằng tất cả những gì mình có khi đụng độ thầy trò huấn luyện viên Tuzier. Nếu có được trận hòa trước U22 Việt Nam, họ vẫn sẽ có cơ hội. Mong U22 Thái Lan thắng đậm U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Thống kê ấn tượng về cách ghi bàn chớp nhoáng của U22 Việt Nam. Trong chiến thắng 3-1 của U22 Việt Nam trước U22 Singapore, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chuzier mất chưa quá 25 giây để tổ chức lên bóng và ghi bàn. U22 Việt Nam hưởng lợi không nhỏ từ lịch thi đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 2023. Đầu tiên, như chia sẻ của huấn luyện viên Phạm Minh Đức, U22 Việt Nam gặp các đối thủ với cấp độ tăng dần theo thời gian. Điều đó giúp cho U22 Việt Nam từng bước hoàn thiện và làm quen với nhịp độ khó dần ở SEA Games 2023. Nhất là khi ở đại hội này, U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới mang tên là Philippe Chuzier. Bên cạnh đó, thời gian cũng đem đến sự thuận lợi cho U22 Việt Nam khi đội có tới 5 ngày nghỉ ngơi giữa hai quãng gặp hai đối thủ yếu U22 Singapore, U22 Lào và hai đối thủ mạnh U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Và đây là thời điểm không thể lý tưởng hơn để nhìn lại những chuyển biến của U22 Việt Nam sau trận thắng 3-1 với U22 Singapore. Có thể thấy, so với trận thắng vất vả trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã có thay đổi tích cực hơn khi gặp U22 Singapore. Tất nhiên, thuốc thử liều cao vẫn đang chờ đợi U22 Việt Nam ở trước mắt khi đội sẽ gặp U22 Malaysia vào ngày 8 tháng 5 và U22 Thái Lan ngày 11 tháng 5. Nhìn lại trận đấu của U22 Việt Nam với U22 Singapore, dấu ấn về thời gian khi các bàn thắng của những chiến binh sao vàng là điều đáng nói. Theo Thành Vũ, cựu phân tích viên của một số câu lạc bộ tại V-League và hạng nhất, U22 Việt Nam mất tổng cộng 22 giây với 4 đường truyền từ thời điểm giành lại bóng từ U22 Singapore để có được bàn mở tỷ số. U22 Việt Nam mất chừng 16 giây trong bàn thắng thứ hai của Thái Sơn và chỉ 10 giây ở tình huống nâng tỷ số lên 3-0 với pha căng ngang của Văn Khang khiến cầu thủ Singapore đá phản lưới nhà. Những bàn thắng này đến từ các kịch bản khác nhau, đó có thể là một pha bóng đoạt được từ đối thủ và tổ chức phản công nhanh, đó cũng có thể là một tình huống chiếm được khoảng trống để tận dụng bóng hai của U22 Việt Nam. Điều đó cũng cho thấy được cự ly di chuyển đội hình đồng bộ đến từ U22 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chuzier trong những kịch bản áp đặt thế trận khác nhau. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét về bàn mở tỷ số của U22 Việt Nam trên báo chí thế này: U22 Việt Nam pressing khu vực giữa sân, giành bóng chuyển trạng thái và tấn công trực diện một cách hiệu quả. Pha bóng có sự đóng góp của cả ba nhân tố quan trọng nhất trên hàng tấn công của U22 Việt Nam, đó là Thanh Nhàn mạnh mẽ giành bóng và truyền hợp lý lên phía trước cho đồng đội. Văn Đô nhận bóng bước một tự tin dẫn bóng lên phía trước, thu hút 3-4 hậu vệ đối phương về phía mình trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng dứt điểm. Và Văn Tùng ngày càng cho thấy hình ảnh của tiền đạo Anh Đức ngày nào với những bước di chuyển hợp lý, khả năng chọn vị trí, khống chế bước một có định hướng, loại bỏ đối thủ rồi sau đó kết liễu bằng cú sút cận chân đầy uy lực gần như không thể cản phá. Bàn thắng thứ hai cũng là một pha bóng hiện đại khi U22 Việt Nam chuyển đổi trạng thái nhanh dựa trên tốc độ bứt phá của Văn Đô, uy lực tấn công của Văn Tùng, Thanh Nhàn, Thái Sơn khiến hàng thủ Singapore lúng túng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.